Rồi em xin chào quý vị anh chị khán giả nha. Trời hôm nay cũng mù quý vị, cũng sương sương, mưa sương sương. Trời hôm nay là nó y như là thời tiết là mưa xuân nhé, ngày Tết nha quý vị. Trời mù mù. Đó. Sương. Rồi. Đây, giá số ngày hôm nay là quán trị nha quý vị. Quán trị nè. Rồi số đầu tiên này ngày 7 tháng 12 2023 04 67 7 tóm tóm 7 296 55 40 731 722 713 201 266 235 284 294 710 29 3 tóm 47 52 5 tóm 252 rồi 77 Quân Bình nè 84 tóm 30 25 54 đó Quân Bình nha anh chị. Bình à. Rồi. Mới giải chay là 10 tờ là nha anh chị. 10 tờ. Em 10 tờ này. Rồi. 10 tờ, 10 tờ. Rồi. Rồi anh chị nào mua vé số thì hãy đến ngay chỗ em bón đây, điểm em bón ngay chỗ cây xăng xăng vào Tịnh Đông Vinom Tân Tịnh cây xăng Bùi Vinom ngay chỗ anh kế xanh đường và nhân qua đường ngay trên đường quốc lộ 24B đó. Anh chị mua tại dãy số cầu Mai, cầu Lộc, cầu Tài đó. Rồi anh chị nào không đi được thì điện cho em cái bọn Zalo số điện thoại 0968634712 đó, để em chụp hình gửi cho quý vị và giữ số cho anh chị. Anh chị lấy trước giờ 5 giờ còn tốt nha anh chị đó, còn anh chị tin tưởng thì em giữ số giùm cho anh chị, mình trúng mình lấy đã lấy số mình đi lãnh cái số bỏ vô cái xét khoa lại nghe ngon. Rồi cảm ơn quý anh chị rất nhiều đã ủng hộ và theo dõi video của em. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều.